bố, con mới đi thi về ạ. Sao rồi? Hôm nay con có thi tốt không? Hôm nay con ôn trượt tủ, làm bài không được ạ. Không sao đâu. Dù con có thi tốt hay không thì con cũng đã cố gắng hết sức rồi. Con vẫn là con yêu của bố. Bố có chuẩn bị cho con món quà này đấy. Ôi, xem gì đây? Ơ, sao lại là mũ bảo hiểm ạ? Không chỉ là mũ bảo hiểm mà đó là cả niềm tin của bố đặt vào con đấy. Tức là sao ạ bố? Bố vừa mua cho con cả một chiếc xe mới. Con cảm ơn bố ạ. Dù con có làm bài không được nhưng mà bố vẫn luôn yêu thương con. Ôi, có gì đâu. Từ nay có xe mới rồi thì chạy xe ôm cho nó nghiêm túc nhá. Học hành đã không đến nơi đến chốn rồi thì làm việc cho nó đàng hoàng vào. Sao bố lại bắt con làm việc này? Con học hành không được nhưng đâu nhất thiết phải chạy xe ôm chứ. Mẹ nói gì đi chứ? Tôi thấy con nó nói đúng đấy ông ạ. Học hành đâu phải con đường duy nhất. Năm nay nó thi không được, đâu nhất thiết mà ông bắt nó phải đi chạy xe ôm. Ở xóm trên nhà mình vẫn còn thiếu vài chân phụ hồ, ông xem xét cho nó lên làm ở đấy đi.